Thưa quý vị và các bạn, với tình trạng gian lận thương mại, buôn lậu hàng giả, hàng nhái như hiện nay, thì việc ban hành pháp lệnh quản lý thị trường có ý nghĩa rất to lớn. Chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái là một trong số ít lĩnh vực quản lý nhà nước có sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm công an, biên phòng, hải quan, cảnh sát biển và chủ lực là Cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương. Tuy nhiên, nhiều lực lượng lại không đi liền với hiệu quả. Từ nay đến cuối năm thì luôn luôn là có những sự thách thức rất là lớn. Vì vậy, trước hết là lực lượng quản lý thị trường tập trung vào cái việc trình các cái văn bản quy phạm pháp luật. Cái nội dung thứ hai là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan của Trung ương với các địa phương trong các cái việc đánh đúng vào các cái đầu nậu vào hiện nay là các cái tụ điểm và hiện nay có thể nói là rất nhức nhối ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các thành phố lớn, kể cả những cái vùng núi biên giới mà có thể nói là hiện nay cái việc buôn lậu và nhất là như là buôn lậu thuốc lá điếu nhập lậu rồi kể cả về xăng dầu rồi các mặt hàng thiết yếu mà hiện nay đang nhập lậu vào Việt Nam. Nếu so sánh với hải quan, biên phòng thì nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường khá nặng nề, trong khi cơ sở pháp lý để khẳng định vị trí của lực lượng này còn ở mức độ rất khiêm tốn. Không chỉ đảm đương toàn bộ thị trường nội địa, lực lượng còn phải tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm, tham gia đoàn kiểm tra liên ngành như than, xăng dầu, gas và chống thất thu thuế. Thiếu nhân lực nhưng phải tham gia vào quá nhiều lĩnh vực nên lực lượng quản lý thị trường đã gặp không ít khó khăn trong công tác chống buôn lậu hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong bối cảnh mà pháp lệnh ra đời, mà nghị quyết 39 của Trung ương về tinh giản biên chế, thì chúng tôi xác định thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức để anh em có đủ cái năng lực, cái trách nhiệm, cái hiểu biết và năng lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, đảm bảo là đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các cái hành vi gian lận thương mại trên địa bàn được phân công phụ trách. Những bất cập trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng đang gây bức xúc trong xã hội nên cần phải tăng cường cơ sở pháp lý cho quản lý thị trường. Chính vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng với Chính phủ soạn thảo để trình thông qua pháp lệnh về quản lý thị trường. Pháp lệnh này là một văn bản pháp luật cao nhất từ trước tới nay cho lực lượng quản lý thị trường. Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, pháp lệnh quản lý thị trường sẽ phân biệt được rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. Pháp lệnh đã quy định rõ những việc nào thì quản lý thị trường phải làm độc lập, tự chủ lực và những việc nào thì quản lý thị trường phải là chủ trì phối hợp cùng với các ngành chức năng. Nếu thực hiện theo đúng cái nội dung của pháp lệnh quản lý thị trường thì sẽ không có cái việc chia cắt về cái việc là các lực lượng từ trung ương hoặc là hiện nay là dưới các địa phương. Thì mà theo quy định của pháp lệnh quản lý thị trường đó là tập trung thống nhất từ trung ương đến địa phương. Và chắc chắn cái điều đó khi làm được thì sẽ nâng cao được cái hiệu quả của việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, rồi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái. Và có thể nói là hiện nay đang hết sức là nhức nhối, hết sức là diễn biến phức tạp và được sự quan tâm của những cái cấp từ lãnh đạo cao nhất của Đảng, Chính phủ, Nhà nước, Quốc hội cho đến của toàn thể nhân dân. Lực lượng quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của nhà nước, thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong thời điểm hiện nay, việc ban hành pháp lệnh quản lý thị trường hoặc mở rộng phạm vi điều chỉnh của pháp lệnh nhằm khắc phục một bước những hạn chế bất cập, tạo sự chuyển biến kịp thời trong tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường. Có thể nói, pháp lệnh quản lý thị trường được ban hành là yêu cầu tất yếu, là tín hiệu đáng mừng cho công tác quản lý thị trường, nhất là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế.